Chào tất cả anh em nha. Nay lên cho anh em một cây ship bô xưa, em lên bằng vàng nguyên khối, vàng 10k nguyên zin theo máy ha. Đây, em lên hình quả địa cầu nha anh em. Bằng vàng 10k ha, nguyên khối ha, rất là dày nha. Con này thì được sản xuất vào năm 1973, một vạch đứng. Và cái mọc của nó là chủ cũ khóa hơi bị trầy ha, qua sử dụng rồi. Và em lem vàng khối zin theo máy ha. Chủ yếu là em chơi những cái cây em lem vàng khối zin theo máy. Và cái em lem này khi anh em cậy ra thì ở trong ở dưới đây nó có một cái lõm nha. Cái lõm, những cái cây Zippo xưa thì anh em cậy em lem ra thì ở dưới nó sẽ một cái lõm khuyết thịt vô cây Zippo ha. Cái đó là cũng là một cách để anh em phân biệt được là em lem zin theo máy hay không ha. Quả địa cầu siêu nét luôn ha anh em, nét nào ra nét đó ha, chuẩn vàng 10k nguyên zin, bao hàng cho anh em chơi ha. Em lem này là 5-6-7 phân vàng nha anh em, rất là dày ha. Cây này 1973 qua sử dụng rồi, lề lối nguyên zin ha. Em lem vàng zin xưa thích hợp cho anh em sưu tầm nha. Em lem này thì hiện tại giờ giá trị nó cũng hơn 1,5 củ rồi ha. Nắp thì nó có dâm nhiều, có dâm đây ha. Qua thời gian là con này là hơn 50 năm rồi ha anh em. 1973 ruột lưỡi gà lớn, một mặt chữ ha. Qua sử dụng rồi ha, qua sử dụng nhiều, hai bên nó có vết xước nhiều ha. Ruột một mặt chữ, lưỡi gà lớn nguyên zin ha. Bánh xe siêu bén luôn. Con này thích hợp cho anh em sưu tầm nha. Sưu tầm ha, cái dòng tuy ship bô cũ nhưng mà cái em lem vàng rất là giá trị ha. Chủ đề là em lem vàng khối, rất là giá trị. Cây này thì em giao lưu với anh em là 3000 thì tương đương bằng giá trị của cây Jeep và cái cục vàng 10k này thôi ha. Anh em giao lưu liên hệ qua hồ sơ, bên em ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời, bảo xin tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Em cảm ơn.